Đây là món gia vị vịt tôm đấy. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Với channel của mình là Yến Dương này. Đã rất là lâu rồi mình không làm một video nào totally cả. Tại vì mình bận thì không phải là một mình các bạn ngóng Tonali bị chôn, mà mình cũng rất là mong muốn được trả thù. Nhưng mà mình bận. Cho nên hôm nay mình sẽ quay một cái video để giải tỏa tất cả những cảm xúc mình đã kìm nén trong thời gian này. Và đây là căn phòng của Tonali. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đấy, các bạn cũng biết rồi. Ở video này thì mình sẽ chung Tonali bằng cái này. Đây là món gia vị vịt tôm đấy. Nó là bao cao su. Cái này mình vừa mới giày mặt đi mua xong. Các bạn đừng có hỏi là những cái bao cao su đợt trước mà Tonali tặng đâu rồi. Mình dùng hết rồi. Mình thổi bóng tay. Ok, không thắng nữa. Thì lúc nãy mình có nhắn tin với Tonali là hôm nay mình sẽ đi chơi với con bạn của mình, và mình sẽ để ông ấy nhìn thấy cái này ở trong túi của mình, xem phản ứng của ông ấy như thế nào. Ok, thì bây giờ ông ấy sắp về rồi đấy, mình phải đi chuẩn bị đã. Đi thôi. 2000 years later. Sau đây là chương trình quảng cáo. Hello hello. Nếu mà các bạn đã theo dõi kênh của mình từ rất là lâu rồi thì sẽ biết ở trong kênh của mình có một mục đó là Trở về tuổi thơ. Và nếu mà đã xem Trở về tuổi thơ rồi thì chắc chắn các bạn sẽ biết thằng này tên là Hoàng Hy. Và Hoàng Hy mới là một channel mới, đó là Hoàng Hy. Ở trong channel này thì có rất là nhiều video, thực ra mới có một cái thôi. Video rất là vui, cho nên các bạn hãy vào like, share and subscribe cho channel của Hoàng Hy nhé. Mình sẽ đặt cái link channel của Hoàng Hy ở ngay dưới này thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng like, subscribe bạn ơi. A few moments later. Cặp đứa mỗi diễn thôi mà cũng như mình có công nhiều lắm ấy nhờ. Diễn không làm thì ai xem? Thôi bọn đi chơi đây. Mấy giờ mày? Mà đẹp chưa? Quay mà. À, quay quay ngược lại đứa xuống mặt. Đấy ông tin. Đi cẩn thận nhé. Dở trong cái tai nghe. Vào đây. Mở ra, mang đây. Nhảy lên. Cái này là cái gì? Sao có cái này trong túi hả? Cái đấy từ lâu rồi. Từ lâu là thế nào? Nói. Đi chơi với cái Trang mà mang cái này làm gì? Cái đấy từ lâu rồi, vợ chưa bỏ ra.
Từ lâu là bao giờ? Bao nhiêu cái rồi? Thế này là thế nào? Lần trước mang cái này đi làm gì? Lần trước có bọn chương trình có cái này. Nhưng lần trước là bao giờ? Sao không biết? Chương trình sao rồi không biết? Có cái này trong túi. Đấy không đi. Chương trình cái gì cái này? Có lớp nào chương trình cái này không? Nói đi đâu mở cái bạn đây đi đâu mở mang cái này đi có thẩm đi với cái thằng không bỏ điện thoại ra gọi cho cái thằng xem nào phải gọi cho cái thằng xem có đúng là đi chơi không không phải cái gì không phải cái gì nó bảo chương trình lại còn chương trình gì cái này chương trình gì mà dùng bao cao su hả mang đi làm gì gặp ai mà ở đâu quên. Không phải như thế đùa nhau à gặp ai ai cho cái sao Trang là con trai hay con gái? Trang trai hay Trang gái? Trang con gái. Ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi. Nhìn ngẩng mặt đây này. Đừng có liếc chỗ khác. Liếc hơi bị nhiều rồi ấy. Mắt đảo hơi bị nhiều rồi đấy. Đi đi. Đi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu. Ta phải xa rời nhau như hoa kia dần úa màu. Thousand years later. Sao đi đi. Bạn xin lỗi. Bạn mới ấy thôi. Cái gì? Quên à? Vào lấy này gì? Rồi lấy đi đi. Từ bao giờ? 2 tuần. Có chắc là 2 tuần không? Thằng nào? Bạn chỉ là bạn thôi mà. Bạn hả? Bạn này hả? Đây là bạn hả? Hả? Ra ngoài. Có thấy nhục không? Hả? Có thấy nhục không? Nói không lấy nhục à? Bạn xin lỗi ạ. À. Cao lên 5 phân rồi này. Không phải có một giọt nước mắt hối lỗi mà một lời xin lỗi à? Xin lỗi ạ. Gây tẩm. Đúng không? Hiểu không? Như thằng khác là cũng bị mấy bả rồi nhá. Không hiểu sao lạnh vậy. Chân quá. Chân nhá.
tôm hả? Tưởng thế nào, tưởng thông minh lanh lợi thế nào, hóa ra cũng bị lừa, cũng bị chuyện đến lừa. Yeah, cái gì này xấu hổ mày ngúi xuống. Chồng chồng ớt chồng con thế chồng ớt chồng ớt, chúng ta nắm tay nhau đi đến cuối con đường nhá. Nhục quá chồng. Giờ mày thấy nhục à? Chồng ơi, giờ chồng có buồn không? Hả? À, không phải. Cái này là nào? Đó. Cái này là nào? Cái đấy là vợ xuất trình. Nói thật. Là sao? Vợ mua về thổi, khổ quá. Nhìn cái mặt kìa. Ôi 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 ôi. Chồng ơi, xong xong vợ. Tí nữa vợ vẽ sừng cho chồng nhá. Vợ cho chồng đeo sược sừng nhá, cái sược mà ngày mà vợ sược lên để đắp mặt ấy, vợ đeo và vẽ sừng lên. Không vui. Không vui à? Cái này đâu ra? Tí nữa vợ lấy cái sược sừng cho chồng nhá. Chồng có thích là chàng trai bị cắm sừng không? Ủa, gần 1.3 lượt xem một này. Không được tặng lớn. Hay lắm. Cẩn thận đấy. Có khi nào vợ làm này lần sau làm thật nó dễ hơn không? Tùy chồng nghĩ. Chồng gọi là chồng có tin tưởng vợ hay không? Này. Không tin. Không tin à? Không tin được cái gì. Thế hôm nay lừa được chồng sướng quá. Thỏa mãn quá. Chồng không sướng thế nào rồi. Nào, chúng ta lại về bên nhau. Nào. Giật trang cái gì, chuyên cái gì. Ok, đây là con lừa. À quên. Ok, nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share and subscribe cho bạn Tunali lừa. À quên, bạn gì nhỉ? Cẩn thận đấy. Bạn con lừa này nha. Bye bye, chào bye bye đi. Bye bye, lần sau mình trả thù nha.